Hôm 24 tháng 6 trên sân Puskás tại Hungary, Pogba là cầu thủ hay nhất trận. Renato Sanchez cũng chơi chói sáng khi cân cả tuyến giữa tuyển Pháp. Dù thế, không một ai có thể phủ nhận bóng dáng một cầu thủ trẻ 36 tuổi vẫn miệt mài san bằng hết kỷ lục này đến kỷ lục khác. Một kẻ mà chưa bao giờ nghĩ đến hai từ dừng lại. Có lẽ các bạn cũng đoán được chúng tôi muốn nhắc tới ai trong số nhân tố X ngày hôm nay. Đó chính là Cristiano Ronaldo, một kỷ lục gia trong làng túc cầu. Có câu chuyện khá buồn cười sau khi Cristiano Ronaldo san bằng kỷ lục ghi 109 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia của Al Ittihad. Tờ Goal đã lên tiếng thách đố anh san bằng kỷ lục ghi bàn vĩ đại nhất của môn bóng đá nữ. Kỷ lục này đang được nắm giữ bởi nữ cầu thủ Christine Sinclair, Canada, người đã ghi 186 bàn thắng cho đội tuyển nữ Canada. Thoạt nhìn, chi tiết ấy chỉ được xem là sự xàm xí, nhưng ở khía cạnh nào đó, nó tôn vinh sự vĩ đại của Cristiano Ronaldo. Bởi lẽ, đâu còn kỷ lục nào của thế giới bóng đá đủ sức thách thức siêu sao người Bồ Đào Nha ở thời điểm này. Tới mức, họ ép anh phải so sánh với hệ quy chiếu khác. Có lẽ, nếu sau này thế giới bóng đá cần dựng nên biểu tượng chiến thắng, thì hình mẫu thích hợp nhất không ai khác ngoài Cristiano Ronaldo. Cuộc đời của siêu sao người Bồ Đào Nha là một chuỗi chiến thắng, vươn lên rồi lại chiến thắng. Nó là vòng tuần hoàn không ngừng nghỉ của sự nỗ lực và ý chí cuột cường. Ngay từ trước khi ra đời, Cristiano Ronaldo đã chiến thắng bởi số phận. Trong cuốn tự truyện Người mẹ can đảm của bà Dolores xuất bản năm 2014, từng nhắc tới chi tiết rằng bà đã có ý định phá thai khi mang thai Cristiano Ronaldo vì quá nghèo. Người phụ nữ ấy đã uống rượu, tập thể dục không đúng cách chỉ để bỏ đi dòng máu. Thế nhưng, cuối cùng, Chúa đã ngăn bà lại, theo lời kể của bà Dolores. Cậu bé Cristiano Ronaldo ra đời như thế. Trong cuốn tự truyện của mình, CR7 từng kể về chiến thắng, sự chế giễu của bạn bè trong khu phố, chiến thắng nỗi cô đơn khi rời xa quê hương Madeira từ nhỏ để tới Lisbon theo đuổi giấc mộng lớn nhất cuộc đời. Hay như hồi tới Manchester United, Cristiano Ronaldo từng bị lứa đàn anh như Gary Neville, chê bai, dè bỉu, thậm chí là cô lập bởi lối chơi không hợp và thân hình quá mỏng cơm. Cuối cùng, những cái nhìn ấy đã thay đổi sau mùa hè năm 2006 khi CR7 trở về từ World Cup với thân hình cơ bắp hơn. Kể từ đó, anh đã khiến tất cả thay đổi ánh nhìn về mình khi dần vươn lên đẳng cấp thế giới. Đó còn là chiến thắng của nỗi đau mất cha vào năm 2005. Ông qua đời vì bị ung thư gan, vì bị chứng nghiện rượu. Để rồi sau này, siêu sao người Bồ Đào Nha đã thề không đụng tới một giọt rượu. Cristiano Ronaldo hiện lên trong mắt mọi người với hình ảnh đầy ngạo nghễ. Thế nhưng, đó là chất ngạo nghễ của thủ lĩnh, muốn chinh phục tất cả. Và để có được thời khắc ngạo nghễ trên sân cỏ ấy, CR7 đã chiến thắng quá nhiều điều. Anh đã phải tự gò mình vào sự hà khắc với chính bản thân, với chế độ tập luyện và ăn uống khiến người thường cảm thấy hãi hùng. Đồng đội cũ của Cristiano Ronaldo ở Juventus, Mehdi Benatia từng tiết lộ: "Buổi tối, sau khi gặp Atalanta, chúng tôi đang ngồi trên chiếc xe bus trở về. Bất cứ ai cũng mệt mỏi và muốn dưỡng sức. Đột nhiên, tôi nhận được một tin nhắn của Cristiano Ronaldo. Này, giờ cậu có rảnh không? Tôi đáp, thôi, giữa đêm rồi anh bạn. Tôi cần về nhà nghỉ ngơi. Anh ấy khiến tôi bất ngờ khi nói, tôi đang muốn đi tập, cậu rảnh thì đi cùng nhé." Năm 2018, Patrick Evra từng nói trên đài ITV: "Nếu Cristiano Ronaldo rủ bạn tới nhà ăn thì từ chối ngay nhé. Cậu ta chỉ đãi bạn salad, thịt cà trắng và nước lọc. Một chút nước ép cũng không có. Tôi chờ đợi bữa tiệc thịnh soạn nhưng chẳng có gì. Tôi đã đến nhà cậu ấy một lần và tỏ ra mệt mỏi." Có lẽ đôi khi sự khác biệt của người thường và kẻ vĩ đại tới từ những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Cần nói thêm rằng, quãng thời gian Cristiano Ronaldo về Juventus, anh đã ở trên đỉnh cao của sự nghiệp và giành mọi danh hiệu cao quý. Nhưng tại sao CR7 không dừng lại? Câu trả lời đơn giản, có lẽ anh ta không cho phép bản thân làm điều đó. Chỉ cần dừng lại, có nghĩa rằng Cristiano Ronaldo đã tự thừa nhận thất bại trong cuộc chiến với tuổi tác và giới hạn của bản thân. Chỉ cách đây vài ngày, siêu sao người Bồ Đào Nha từng khiến tất cả mắt tròn mắt dẹt khi thực hiện cú nước rút 92m từ sân nhà trong vòng 14 giây để ghi bàn vào lưới đội tuyển Đức. Và tới trận gặp Pháp đêm qua, CR7 còn nhảy cao hơn cả cầu thủ kém 10 tuổi là Kim Pepe. Không ai có thể ép Cristiano Ronaldo ở tuổi 36 phải chạy chậm hơn, bật thấp hơn đối thủ. Đó là suy nghĩ của người thường.
giới hạn sinh ra là để phá. Thế giới luôn cần những kẻ thách thức giới hạn như Cristiano Ronaldo để phát triển hơn. Có lẽ việc gò mình vào giới hạn chỉ khiến con người Cristiano Ronaldo tầm thường hơn. Hãy nhìn ánh mắt của Mbappe sau khi đổi áo với CR7. Đó là ánh mắt mãn nguyện và đầy ngưỡng mộ. Hình ảnh của Cristiano Ronaldo đã cùng Mbappe đi hết tuổi thơ và trở thành động lực giúp anh vươn lên tầm thế giới. Không chỉ có mình Mbappe, rất nhiều con người trên thế giới này đã lấy cảm hứng từ câu chuyện vươn lên, thách thức giới hạn của Cristiano Ronaldo để hoàn thiện bản thân mình. Xin gọi Ronaldo thần tượng của các thần tượng.